Thưa quý thính giả, như chúng tôi đã đưa tin vào ngày hôm qua, ngày 1 tháng 6, gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã có chuyến thăm anh tại trại 6 Thanh Chương, Nghệ An. Mời quý thính giả cùng theo dõi buổi phỏng vấn giữa phóng viên Minh Nguyệt với anh Trần Huỳnh Duy Tân, là em trai của anh Trần Huỳnh Duy Thức, để biết rõ hơn về tình trạng của anh Duy Thức hiện nay sau chuyến thăm gặp. Xin mời chị Minh Nguyệt. Minh Nguyệt từ Đài Phát thanh Radio Đáp Lời Sông Núi, xin kính chào anh Duy Tân. Dạ, xin chào chị Minh Nguyệt. Thưa anh Trần Huỳnh Duy Tân, chúng tôi được biết ngày hôm qua, gia đình anh đã đi thăm anh Trần Huỳnh Duy Thức tại trại 6 Thanh Chương, Nghệ An, nơi đang giam giữ anh Duy Thức. Trước tiên xin anh cho quý thính giả biết về tình trạng sức khỏe của anh Duy Thức hiện nay như thế nào thưa anh? Anh Thức thì sau 9 ngày tuyệt thực thì sức khỏe của anh có suy giảm rất là nhiều, anh cũng khá là yếu. Mặc dù là anh có thể tự ở trong phía trong đi ra phòng thăm nhập, nhưng mà anh đi cũng yếu. Và nói thì cũng hơi thở của anh thở dốc nhiều, cái cơ thể anh thiếu cái năng lượng. Nhưng mà về cái tinh thần thì anh vẫn còn tỉnh táo và rất là kiên định. Thưa anh Duy Tân, như vậy thì anh Thức vẫn đang tiếp tục tuyệt thực hay đã ngưng rồi thưa anh? Anh vẫn còn đang tuyệt thực đấy chị. Hôm qua đi thăm là ngày thứ 9 và hôm nay là ngày thứ 10 và anh vẫn còn đang tuyệt thực. Như vậy thì về phía cai ngục họ đối xử với anh Thức trong thời gian này như thế nào ạ? Gia đình ngày hôm qua cũng có hỏi, trong những cái ngày ảnh tuyệt thực thì ở phía bên công an phía trại giam đối xử như thế nào, thì ảnh nói là bên trại giam thì đối xử cũng tốt, nghĩa là họ cũng không có gây khó dễ gì ảnh hết, và mỗi ngày đều có y tá theo dõi cái sức khỏe của ảnh. Nói chung là gia đình cũng rất là quan ngại về cái vấn đề của công an, nhưng mà về anh Thức anh trả lời là ảnh nói là ở đây trại giam họ đối xử tốt với ảnh, cũng không có gây khó dễ. Cái việc tuyệt thực của ảnh thì hàng ngày họ vẫn theo dõi thường xuyên. Thưa anh Duy Tân, xin anh có thể cho quý thính giả biết về nội dung cuộc trò chuyện giữa anh Thức và gia đình trong lần thăm gặp này không thưa anh? Về cái nội dung thì gia đình rất là quan tâm tới tình trạng tuyệt thực của anh. Gia đình có hỏi anh như thế nào. Thì anh nói là trong cái thời gian tuyệt thực của anh 5 ngày đầu thì nó rất là khó chịu, nó rất là mệt mỏi đối với anh, có thời gian anh bị tụt huyết áp nữa. Nhưng mà sau 5 cái ngày đó thì anh gần như là anh kiểm soát được cái việc đó và anh cảm thấy nó không có quá, mặc dù là không biết là anh nói kịp, tôi có thể hiểu được cái sự kiểm soát của anh tới mức độ nào, nhưng mà thật ra thì thấy anh về thể chất thì anh cũng yếu, nhưng mà về tinh thần thì anh cũng còn rất là sáng suốt, rất là tỉnh táo, không có cái vấn đề gọi là mơ màng hay như thế nào hết, tôi thấy là như vậy. Còn về gia đình thì rất là quan tâm, một điều là mong muốn anh ngưng cái việc tuyệt thực và cũng thông báo cho anh về cái tình hình ở bên ngoài, những đồng bào trong và ngoài nước, các nhân sĩ trí thức và mọi người đều mong anh là hãy ngưng tuyệt thực. Thì gia đình cũng có trình bày những cái thư yêu cầu, thư tình nguyện của mọi người có gửi cho anh. Và tôi cũng có thể đọc cho anh nghe những cái nội dung đó và cho anh thấy những cái bức thư đó một cách trực tiếp. Và anh cũng rất là cảm động với trước những cái tình cảm của mọi người dành cho anh như vậy. Sau 10 ngày tuyệt thực thì sức khỏe anh Thức suy giảm rất là nhiều. Như vậy sau khi mà anh Thức nghe gia đình khuyên thì anh Thức có ý định là sẽ ngưng tuyệt thực không? Hoặc là ý định của anh Thức như thế nào anh? Gia đình cố gắng nói được càng nhiều càng tốt. Những cái thông tin như tôi vừa có nói là mọi người đều yêu cầu ảnh hãy ngưng tuyệt thực và mong ảnh phải sống. Anh Thức ảnh cũng suy nghĩ rất là nhiều khi mà nói như vậy. Sau cùng thì ảnh có nói với gia đình, ảnh nhắn lại là xin cảm ơn tất cả cái sự ủng hộ, cái tình cảm của mọi người dành cho ảnh. Và anh sẽ tuyệt thực cho tới 15 ngày thì anh sẽ ngưng. Đó cũng là cái sự ảnh đáp lại cái lời yêu cầu của mọi người. Như vậy thì cái lần thăm gặp này họ cho cái ấn định thời gian được bao lâu? Họ cũng cho đúng 60 phút ngay từ đầu, và cái buổi thời gian thăm gặp thì bên công an họ cũng thông báo là cái thời gian gia đình có thể nói chuyện với anh Thức là 60 phút. Cũng đúng như những cái lần khác ạ. Thưa anh Tân, trong chuyến thăm lần này, ngoài việc gia đình quan tâm đến sức khỏe cũng như vấn đề tuyệt thực của anh Thức, thì anh Thức còn có lời gì muốn nhắn gửi hoặc là muốn chia sẻ đến cho mọi người, cũng như gia đình anh có muốn gửi lời gì đến với mọi người qua đàn sóng phát thanh của đài Radio Đáp Lời Sông Núi không thưa anh? Anh Thức anh có nhắn nhủ là việc mọi người hãy kiên định và đấu tranh cho tới cùng, cho cái sự thắng lợi cuối cùng, cái quyền tự quyết của dân vì cái nhân quyền. Và vì cái quyền tự quyết của nhân dân, tôi cũng rất là mong muốn chính quyền họ lắng nghe và họ hiểu cái điều anh Thức mong mỏi, cái điều anh Thức đấu tranh, họ sẽ hiểu cái giá trị đó và sẽ trả tự do ngay cho anh Thức. Đó là cái điều mà gia đình tôi cũng rất là mong muốn.
Thưa anh Duy Tân, Minh Nguyệt muốn hỏi thăm về ông Trần Văn Huỳnh là thân phụ của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Theo như tin chúng tôi được biết, vài ngày trước ông đã phải nhập viện vì tuyệt thực cùng với anh Trần Huỳnh Duy Thức. Xin anh có thể nói sơ qua tình trạng sức khỏe của ông hiện tại như thế nào rồi anh? Dạ, tôi cũng mới vừa nhận được cái tin từ gia đình thì ngày hôm nay bác sĩ cho ba cứ xuất viện về nhà. Như vậy thì chắc là tình trạng ba cũng khá hơn rồi, cũng có thể về nhà mà theo dõi điều trị, hy vọng là không có vấn đề gì. Minh Nguyệt rất cảm ơn anh Trần Huỳnh Duy Tân đã dành cho Đài Phát thanh Radio Đáp Lời Sông Núi buổi phỏng vấn hôm nay. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ những thông tin mới nhất của anh Trần Huỳnh Duy Thức đến với quý thính giả của đài. Minh Nguyệt kính chúc anh cùng gia đình được nhiều sức khỏe và xin được chào tạm biệt anh Duy Tân. Dạ, tôi xin cảm ơn chị Minh Nguyệt và khán giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Tôi cũng xin thay mặt gia đình là cũng cảm ơn với đến tất cả mọi người khán giả ủng hộ và đồng hành cho gia đình cũng như là đấu tranh cho cái sự tự do của anh Thức, và hy vọng rằng cái ủng hộ đó sẽ sớm giúp cho anh Thức được tự do. Xin cảm ơn tất cả.